Alo. Alo. Tiếng nói luôn. Nghe chưa? Không biết mày nhỏ cái gì? Mic tao nhỏ. À lớn rồi. Mày bảo mic tao nhỏ. Nhỏ không nhỏ? Alo alo. Tắt mày đi. Alo. Đẹp đi. Để tao xin nước mát đi, chúc mẹ đi. Cái gì? Xin nước mát. Cái xa luôn mày. Đi mẹ. Hola, Perenga. Ai à, Thủy Triều dâng luôn mà. Vậy là mày chơi gì? Thủy Long chứ còn gì nữa. Đâu mẹ kỳ anh trai. Nghề gì? Nghề mà cô. Độ má nó ra đéo chơi hơi kỳ. Thủy Long gì? Vậy thôi không chơi được. Ôi, đều rồi. Nó chào cụ. Nó đủ. Ê, sao mày bé? Á đồ. Gì? À bắn đồ. Chết hai nha, bắn chết hai nha. Ê! Hay, đi con. Á đồ. Thích đéo nữa. Đi con mẹ, mình nhìn sợ vãi lồn. À, anh Việt à. Nghe mạnh nhỉ anh nhỉ. Á đụng má chứ luôn à. Mạnh nè. Anh Việt mẹ ta còn đam đéo đâu. Đừng chết áp phép đi. Xét. Xét tụ. Trời đấm mạnh nói vậy. Đi cay thế nhờ. Không sao, hùi địt mẹ mày rôn hết tiền, mỗi con chó. Không rôn đâu. Không rôn thì đéo nào còn mỗi một hũ vậy. Biết được. Lạ ha. Ok chưa? Ok chưa? Tao hai con C, tao hai con C ra này. Ồ. 6 con, chứ tao còn 6 con rồi đấy, địt mẹ. Đi ra Yasuo ta. Yasuo đéo vậy, mày cấp mấy rồi? Biết được. Cấp 7 rồi ra ra xuống. Ô, à đi con mẹ ra xuống này. 1% mà đúng tỷ lệ. Tại game tỷ lệ. Chào cụ. Ok. Chào. Chào đấy mà. Chào. Chào đấy mà. Chào. Chào. Mẹ mình đéo cờ rít phát nào luôn mà. Ây à, đi con mẹ, nãy giờ hay đấy. Úi giời ơi. Sao bạn làm vậy các bạn? Ai biết người ta xu làm thế. Chơi trước một game đi tao, mấy đi tắm nữa. Hello, mày đang đi đâu đấy? Đâu đâu. Tôi tưởng mày đi mua đồ ăn. Có đó. Tao tải ô xu. Phải có ăn không? Có ăn nhà không? Nhà gì không? Giờ này ăn có cơm. Có ăn ở nhà không? Có ăn ở nhà không? Để hỏi mày khoai, tao đang nói chuyện với thằng cùng phòng tao địt mẹ hôm nay. Mẹ lột cứ hỏi, cứ trả lời. Mẹ mày đứng trước cái mic mày hỏi mà. Mày nói là khi mà tao về là mày vào Sài Gòn đúng không? Ừ, đến khi mày về là tao đã vào Sài Gòn rồi.
Là vào một mình mày thôi hay là sao? Vào mình thôi. Chứ mày nghĩ sao? Tao biết được. Như tao trong đấy mà. À. Vào Sài Gòn mà lất cất là tụi nó chém mày đó. Hả? Alo. Hả? Rồi, tụi nó nói gì đâu? Mày vừa nói địt mẹ vào Sài Gòn lất cất là chúng nó chém mày đó. Hello. Watch out, watch out, watch out. Trời ơi. Mày trong từ ngõ đấy. Tao top 1 mà. Top 1 mẹo. Ủa.